sinh tồn trên biển nhưng chỉ với một block duy nhất. Hả? Hôm nay mình và hội cho em đã bị lạc và phải sinh tồn trên một block bé xíu rồi luôn. À, trời đất ơi, làm sao có thể sinh tồn được chứ. Nhưng rất là may mắn, mình và mọi người đã tìm thấy một đảo hoang ở trên biển và tụi mình đã quyết định tới đó. Nhưng lúc tới nơi thì trên đảo hoang toàn là quái vật. Trời ơi, cái gì mà dữ vậy trời. Theo bạn, Simi, Sammy hay là Camui, liệu có thể sinh tồn trên đảo hoang này không? Các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho Sim biết nha. Nhớ nha. Ok, hello, chào mọi người, mình là Sim đây. Ok các bạn, và trước khi bắt đầu video này thì mình muốn giới thiệu các bạn một tựa game mình đang cài và cũng đang chơi luôn. Đó chính là Genshin Impact. Genshin Impact là một tựa game phiêu lưu thế giới mở mang phong cách anime siêu cute hoặc messy mũi luôn. Đó, và có thể nói là một trong những tựa game hot nhất hiện tại. Genshin Impact đặt bạn vào nhân vật chính bị mắc kẹt vào thế giới nơi chứa đầy nhiều ma thuật của bảy nguyên tố và những sinh vật kỳ bí. Khi bạn tìm thấy những người anh trai em gái bị thất lạc của mình, bạn sẽ gặp những người bạn đồng hành mới với những sức mạnh nguyên tố và bảy vị thần và một trong những thần linh kỳ lạ. Và mới đây nhất, phiên bản mong chờ của tất cả các bạn fan của Genshin Impact đã được công bố thời gian cập nhật và vô số những điểm nổi bật không ít gọi là nội dung mạo hiểm và khám phá. Vậy thì hãy cùng Sim khám phá xem những điểm thú vị nổi bật của phiên bản 1.6 này nha. Ok các bạn, mình sẽ giới thiệu các bạn về một nhân vật mới 5 sao hoàn toàn mới, lá đỏ đuổi sóng, sở hữu nguyên tố phong, mang tên Kazuha, hệ phong 5 sao. Kazuha có thể sử dụng kỹ năng nguyên tố để kéo kẻ địch vào vật thể, đồng thời bản thân cũng có thể bay lên không trung và dùng kỹ năng này có thể thực hiện tấn công khi đáp, đặc biệt xua tan mây mù, gây sát thương nguyên tố phong và tạo ra hang gió nhỏ kéo các vật thể và địch vào. Và có hai cách để thi triển Chihayaburu, đó chính là nhấp và nhấn giữa. Nhấp có thể nhanh chóng bay lên không trung, trong khi nhấn giữa có thể tạo ra một phạm vi tăng khả năng sát thương. Kỹ năng nổ Kazuha nhất đao chạm để lại một khu vực mang tên một khắc gió thu, gây sát thương nguyên tố phong ngắt quãng cho kẻ địch đó. Đọc tới đây thì các bạn biết Kazuha có thể giống một nhân vật nào đó nhờ. Banner Kazuha sẽ được xuất hiện sau cập nhật ngày 29 tháng 6 cùng với ba nhân vật 4 sao siêu xịn sò khác, Rosaria, Penis và Razor. Đặc biệt là siêu phụ trợ Penis, một nhân vật 4 sao nhưng mà còn ngon hơn cả 5 sao nữa. Và dường như vì quá mệt mỏi muốn chơi những Licker một vố, MiHoYo đã quyết định tự tung ra thông tin các nhân vật mới trước khi chúng đã bị rì rọi trên mạng, bao gồm Yomiya, Sayu, Ayaka, Sokun và Kokomi. Nhưng trong phiên bản lần này chỉ có Kazuha được xác nhận lên sóng mà thôi. Và điều số 3 trong bản update lần này đó chính là skin mới của Jin, giấc mộng gió biển. Skin? Bộ Genshin Impact cũng có hệ thống trang phục skin sao? Câu trả lời đó chính là có nha. Sắp tới Genshin Impact hứa hẹn sẽ khiến cộng đồng game thủ dậy sóng nhờ hai bộ skin đẹp mắt với chủ đề mùa hè dành cho hai nhân vật Papara, mùa hè rực rỡ, và Jin, giấc mộng gió biển. Với chủ đề bà biển đầy quyến rũ, những bộ skin này chắc chắn sẽ được tung ra vào mùa hè sắp tới. Và điều số 4 về bản update 1.6 lần này đó chính là ấm trần ca, tính năng xây nhà xây cửa hay còn gọi là gia viên cực kỳ được yêu thích trong Genshin Impact. Trong game của chúng ta có thể hoàn thành các nhiệm vụ, có thể nhận được nhiều phần thưởng và những vật phẩm dựa theo mức độ hiếm của chúng để trang trí cho gia viên của mình. Bên cạnh đó, chúng ta có thể chế tạo những vật phẩm đặc thù để biến gia viên của mình trở nên đặc biệt và thú vị hơn. Cốt truyện mới 1.6 tiếp tục những câu chuyện đi tìm người anh em thất lạc của mình và gặp được nhiều người bạn mới và những câu chuyện mới thú vị. À mà còn nữa thì mình muốn giới thiệu các bạn một tựa game khác, đó chính là Tear Up The Simic, một tựa game nối tiếp thành công của Genshin Impact từ nhà phát hành MiHoYo đã được chính thức ra mắt. Những game thủ là fan của thể loại trinh thám mạo hiểm hay là các bạn nữ mega đẹp. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay tải game và trải nghiệm game hot and hot này nha. Tôi sẽ để link ở phía dưới phần mô tả cho mọi người, nhớ nha. Trời ơi, các bạn fan của Sim ơi, tôi với gọi là chị Cam Mui cùng với gọi là Sammy lại bị lạc ở đảo hoang mất tiêu rồi. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Trời đất ơi, ủa mà khoan, sao ba tụi mình lừa lạc ở đây vậy mọi người? Ai biết, là tự nhiên đang ở nhà xong tự nhiên teleport tới đây luôn á. Cái gì kỳ vậy? Trời đất ơi, một cái vật ăn bom bị tôm luôn á. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Một block làm sao tôi có thể sinh tồn được? Trời ơi, ai cứu được tôi giới hả? Vấn đề đấy không quan trọng nha, quan trọng là nằm ở chỗ là không có đồ. Ừ, đấy, làm sao mà tụi tôi sinh tồn được? Trời giờ sao đây các bạn pha đây? Á, trời còn mưa nữa. Giờ sao đây mọi người? Em sợ. Mọi người, phóng mắt của mọi người ra đằng kia, phải một cái đảo không ta? Ồ, khoan, em thấy có một cái cây. Á, trời ơi, cái gì vậy? Mọi người, em nghĩ chắc tụi mình phải tới đảo thôi mọi người. Ok, bơi thôi mọi người. Trời đất ơi. Mọi người cẩn thận nha, không là bị sét trúng vô đầu là coi như là trở thành gọi là gì ta, miếng gọi là miếng đùi gà đen xì luôn nha mọi người. Bay xuống, 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 bay xuống,
tôi thấy cái đảo này an toàn lắm luôn mọi người. Trời ơi, cái đảo vậy luôn, dễ sợ. Trời ơi, mọi người ơi. Cái đảo này... chị biết tại sao rồi. Chị biết tại sao người chị có kiếm rồi. Ủa, con vui quá, còn chắc không vậy con ơi. Ủa, sao hai người lại có kiếm vậy, chữ em vậy? Tội thấy chưa. Ôi, 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 bắn em. Ôi, mẹ ơi, mẹ ơi. Ôi, mẹ ơi, thôi. Ê, ơi, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Ôi, em có scare nè. Mày nè. Ôi, trời ơi, gì mà nhiều quái vật vậy mọi người. Trời ơi, ôi, cứu em. Ôi trời, mọi người cẩn thận nha mọi người. Này, trời đất ơi. Cái hồn này gì em dâm ba. Ôi đất ơi. Ủa, sao sao quá, chị có môi mạnh dữ vậy? Mấy con ma kia. Wow. Đây đây đây, mấy con ma kìa. À, tụi mày dám vậy là đánh tụi ta hả? Tụi ta có chị có môi với Sammy. À Sammy, Còn Creeper, còn Creeper. Trời đất ơi. Cái đảo vừa tông quái vật nè. Con vừa to vậy, con vừa to vậy. Trời đất ơi. À Sam Sam, hình như đang tắm biển hay sao á Sam. Hôm nay anh nhìn mình vậy? Nhưng chị thấy anh ấy là hit. Chà. Trời ơi, em phạt. Ê, em phạt là hai trái tim mà xem. Ủa? Tim nè. Đâu? Nè. Trời ơi, ghê quá à. Đây là tim của quỷ thôi, tôi không lấy đâu, ghê lắm. Ôi ok. Ui, con Creeper kìa, cẩn thận. Mày quá, trời ơi. Ok, cẩn thận. Ui, con Enderman kìa, cẩn thận nha. Trời ơi, em mọi người. Trời ơi, mày ăn thịt zombie. Không sao, cá mui tuyên bố, cá mui cân sắc. Ok, cá mui, cố lên cá mui. Ôi, con zombie kìa cá mui. Con zombie khổng lồ kìa. Khổng lồ quá, trời. Rồi, Sam đánh nó ngất rồi. Ủa Sam, có cái nào nó thức tỉnh lại không Sam? Nè, ôi trời, ôi nó thức tỉnh kìa. Đó, thật luôn. Ôi. À, nó nằm nó thức tỉnh. Rồi, để tôi chạy tiếp. Ui, em còn nửa tim mọi người ơi. Trời đất ơi, sao mày cứ nằm hoài vậy? Mày lấy chiếc tấu như có kìa bình thường được không hả? Trời ơi, nó lại đứng dậy tiếp kìa. Em với Sammy đi, Sammy. Ôi trời ơi, chị tôi đây để em, ai, mày nè, dám giết chị à. Rồi, trời ơi, chị thấy em ghê không? Em biết gì không? Hử? Chị với Sam giết nó từ nãy giờ nó không chết. Sam đánh một cái nó chết rồi. Cái này em không biết lại cả vui à. Ôi trời ơi, các bạn ơi, may quá tôi chém nó một cái mà nó chết luôn. Nhưng mà không biết sao lúc đấy nó hất tung Sam vào cái, Sam đi mất xác luôn mọi người ơi. Trời ơi. Bất kỳ chuyện gặp mày... chúng tôi dễ sợ. Cái gì vậy? Nếu em nhìn ra đằng xa em có thể thấy cá voi sao ấy. Trời đất ơi, mấy con cá voi đúng to luôn này, Sam nhìn nè. Trời đất ơi. Mấy con này là xuống luôn á. Trời ơi, các bạn ơi, sao tôi thấy cái đảo rất nhiều thứ thú vị vậy mọi người. Ok, để bạn tụi mình quay. Ủa, có làng hay sao vậy kìa, xem kìa. À, thuyền tàu vậy kìa. À, ui, cái con này. Mày nè, đấy, ok. Giết hết quái vật trên này. Ok, các bạn ơi, mình với chị Cam cùng với Sammy đào đảo, gọi là tiêu diệt hết tất cả quái vật ở trên cái đảo này rồi. Ơ, có một cái thuyền bỏ hoang này mọi người. Lên đây, quay thử. Đói quá, trời ơi. Ủa, khoan mọi người, tại sao ở đảo hoang lại có cái chỗ gì ta nướng thịt bò vậy mọi người? đây. Trời ơi, trong này có gọi là rất là nhiều đồ cũ nha mọi người. Ơ, có một cuốn sách này, em đọc thử coi. Gì qua ghi thư hả? Đây chính là đảo hoang Minecraft. Nếu, trời ơi, ghi sao chính tả nó mới má ơi trời. Nếu bạn sinh tồn được 100 ngày, bạn sẽ tìm được khoảng, bạn sẽ tìm thấy nơi cất giữ. Rồi, cho ta đọc hết bức thơ được rồi, bình tĩnh rồi. Nếu bạn sinh tồn được 100 ngày, bạn sẽ tìm thấy nơi cất giữ kho báu. Nếu mà sinh tồn cái đảo này được 100 ngày, mình sẽ tìm được kho báu á mọi người ơi. Ôi ôi, hay vậy. Sinh tồn một kho báu rồi nè. Đâu, chị tìm được cái gì vậy? Em mọi người. Nè, xong đây nè. Đâu. Không phải trong, mà là dưới. Đây, xuống liền. Đâu? Cam ơi, cái kho báu là gì vậy Cam ơi? Trong đây nè. Ủa sao cam? Ủa sao cam vừa chui vô đây hay vậy? Sao không biết mà chui xuống là đúng hết vậy? Để đâu đường đây nè. Đâu? Đây, tự cam vui lùng vứt chui qua đó được luôn hết sao? Không. Ồ, trời đất ơi, kho báu cam vui là cái chỉ à? Trời ơi, 8 cục vàng nè. Ồ, nó có gì nữa? Kho báu trong này nè. Ồ, có hai ngọc Ender Pearl các bạn ơi. Ôi, à các bạn ơi, theo bức thư này mà tôi đọc á, nếu mình với tất cả mọi người sinh tồn trong cái đảo hoa này 100 ngày, mình với tất cả mọi người sẽ kiếm được kho báu. Ú, hay quá ta.
một cái muốn sinh tổ cái đạo này 100 ngày không mọi người? Trời đó mà chị yêu cầu là chị muốn biết kho báu nó là cái gì, nó có xứng đáng để chị bỏ ra 100 ngày hay không? Em cũng không biết nữa, nhưng mà em thấy nó cũng hay mà, sinh tồn 100 ngày ở đảo hoang. Lỡ tụi mình sẽ kiếm được gọi là gì ta, một cái nơi cất giữ toàn là kim cương sao, đúng không? Mọi người nghĩ đi, trời ơi, nghe cái này là thích nè. Tới lúc đấy tụi mình sẽ trở thành những tiểu thư giàu nhất trong làng Hero Team. Trời ơi, trời nghe nhức nách liền. Ok ok, bây giờ nhiệm vụ đầu tiên đây đây, tôi sẽ chia cho mọi người này. Hồi nãy em lượm được gọi là rất là nhiều cái rìu nè. Đó, bây giờ nhiệm vụ của tụi mình sẽ đi gọi là chặt gỗ và xây một cái nhà nho nhỏ đây. Đó, đây đây đây, em có một cái lửa trại nho nhỏ đây này, đây em sẽ đặt ở ngoài này nha mọi người. Đó, cắm trại ở đây luôn hả? Đúng rồi, tụi mình sẽ cắm trại đây, sau đấy là tụi mình sẽ gọi là gì ta, sinh tồn 100 ngày đó. Ok, ngươi nghĩ 100 ngày ta sẽ không vượt qua sao? Xin lỗi nha, chị em này hơi bị gọi là cứng đầu á nha. 100 ngày thôi. Gì vậy? Chị... sao cái sự trăm ngày nó may mắn vậy, xin mấy sinh tịch ngày đầu tiên mà may mắn cái gì đó. À đấy, hết bơ rồi, trời ơi, thấy em hên chưa, hên quá trời luôn. Hê nha, hê nha, hoài xui nha. Nói cái hết bơ liền. Em muốn thấy magic không, em muốn thấy magic không? Đâu đâu, magic là cái em gì đâu? Em thấy ở dưới đây là đây là một khoảng đất không đúng không? Đúng. Nhưng rồi chúng ta đập ra chúng ta sẽ thấy một con chuột. Chuột chuối. Oh my god. Chuột là, không biết là chuột, chuột gì, tự nhiên chị bị đơ á. Chị không nói được câu tiếp luôn. À không, thực ra em cũng không biết. À, con chuột chuối. Ok mọi người, bây giờ tôi sẽ chế tạo ra một cái bàn gọi là crafting table. Đây, tôi thấy ở đây có rất là nhiều. Rồi sắp chết rồi. Đây 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 đây. Đây 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 đây, đây để em làm. Đây, bây giờ mình sẽ chế tạo cái quốc này, sau đấy là mình sẽ đào đá, sau đấy là mình sẽ làm gọi là cái lò nung nha mọi người. Đói quá. À, cái gì vậy? Ủa kìa. Trời đất ơi, đây là mấy cái, đây không phải mấy đá bình thường mọi người. Trời ơi, đây là đá gì vậy? Đây là đá gọi là của mấy con cá gọi là cá đá. Cái đá là cái gì? Em không biết. Từ là vậy, nó gọi là cá bạc. À cá bạc, tôi cứ gọi con này là con cá đá mọi người. Trời ơi, nó quê. Trời ơi, quê quá mọi người ơi. Trời ơi, quê thúi, quê thúi má. À mà khoan, Cam ơi, hình như hồi nãy em thấy ở trên cái tàu này có một cái là cái lò gọi là nướng thịt. Ờ, hay mình gọi là lấy thịt bò nướng trên kia đi mọi người, hợp lý không? Hợp lý, nhưng mà em biết nó dùng than gì không? Than gỗ gì, như vậy than này đâu. Nó dùng than gỗ chứ không phải là than đấy đâu nha. Okay. Ok, ok, ok. Chị ơi là sim, sao em kém thế? Trời đất ơi, đây, 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 để chị cho này này, chị trời cho ơi. Từ nãy rồi. Trời đất ơi, có đá bông đưa tôi giết trơn á. Đây, đây, đây. Đó, ok, các bạn ơi, chúng ta đã có cái lò rồi. Và chúng ta sẽ giết con bò nè. Đấy, có thịt sim bò ơi, chị mới bắt được một bét thú cưng sau một ngày sinh tồn. Chị... Ủa? Ủa? Sẽ là người bạn đồng hành của chị trong 100 ngày. Trời đất ơi, ghê dữ vậy trời. Ủa sao mà? Chị thấy con chuột này dễ thương quá trời. Ok các bạn ơi, sao Vi đã quyết định nuôi bé chuột đồng mình làm bé gọi là trong 100 ngày cho mọi người. Trời đất ơi. Rồi ok, chị em đợi xíu nha. Trời ơi, bây giờ tôi đói quá, tôi đi không nổi luôn mọi người. Rồi rồi rồi, ok, chuẩn bị làm gọi là bếp trưởng ơi. Đây 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 đây. Đại tiệc thịt nữa. Bếp bò thì nhớ để lại hai con nha, không thì hết thịt đó. Trời ơi, chị yên tâm, còn hai con, còn hai con. Còn nhìn một không? Hai một. Ờ thì chị không biết sao, bây giờ mình có thể trồng hạt giống nè. Đây, mình có thể trồng hạt giống là mình làm lúa đó. Đây. Muốn ăn thịt sim ơi. Thì mấy ngày đầu mình ăn chay xíu, lúc sau mình sẽ có thịt ăn. Trời đúng mọi người. Đây 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 đây. Trời ơi, khổ quá. Đây đây, thịt của hội chị em nè. Đây, chia ra nè. Đó. Em ơi, sinh tồn bà rồ quá. Đây đây. Rồi. Chưa được ngày lễ sạch đồ ăn hỏi chị ghê không? Trời đất ơi, đây là lần đầu tiên sinh tồn ở đảo hoa 100 ngày mà mọi người. Đấy, rồi ăn một cái vô là sức khỏe gọi là tràn đầy luôn mọi người. Rồi, ok, mọi người lao động đi, mọi người lao động đi. Làm gì đây, giờ làm ruộng đúng không? Bây giờ yên tâm mọi người. Mọi người yên tâm, dù không có thịt bò chúng ta vẫn có thịt nhờ mắt nhẹ. Ăn mắt nhẹ đúng không em? Gì ghê vậy? Trời ơi. Bà bị giao duyên không? Trời trời, đang nắng chang chang mày 70 độ C bà cho tao mắt gì tôi lồi hai con mắt tôi la hả? Trời ơi bà khùng quá à. Bây giờ tụi nghe này biến thành Spider-Man xem. Spider-Man nhảy 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 nhảy. Chị
bố em biết là Spider-Man đúng không? Thôi em không thích làm Spider-Man đâu. Trời ơi, cái thất rồi. Cái rồi, cái chị dù cay vào đây. Từng trời ơi, người là không đủ, phải có chuyện có cay. Trời đất ơi, tôi khổ hai chị em quá. Người thích làm Spider-Man, người thì gọi là nuôi chuột đồng. Trời đất ơi, tôi không biết rồi mà. Trời ơi, sao vẫn giữ bé chuột bên người kìa mọi đúng người. Ôi, chắc chuột đi nó thôi, ông đi với nó đôi, ông lận trăm ngày nó hóa thành gì ta quỷ sao. Đây đây đây, rồi bây giờ tôi sẽ đi xây nhà cho chị em nè. Ê ơi ơi, con chuột chuột nó tắm kìa. Để cho chuột nó tắm sông nè. Trời ơi, rất là chuột chuột tắm sông. Trời ơi, các bạn biết là bây giờ gọi là Huế nó nóng cỡ nào không? Trời ơi, con chuột chuột nó ra tắm sông luôn kìa mọi người. Trời ơi, nó bị dính hết chỗ đi tắm sông luôn mọi người. Ê xin ơi, có khi nào tụi mình sống ở đây trăm ngày thành khỉ không? Mình cũng nghi vậy mọi người. Nghi sống sống ở đây xong thành khỉ luôn mọi người. Chúng tôi sợ lắm mọi người. Thế thì chúng ta sẽ đổi content. Đây không phải là thử thách một sinh tồn 100 ngày mà là thử thách quay ngược thế giới 100 năm. Như là vậy. Chị em bây giờ lo xây nhà sao chỗ chắc chắc tôi xây cái hang động cho chị em sống vậy chị em. Xin lỗi nha, chị đang xây ruộng nha xin. Rồi rồi rồi. Ok ok. Rồi đây đây đang xây nhà cho chị em sống đây. Nói chung á. Đâu đâu đâu. Tôi phục đi. Rồi trời, ủa con ơi là cái mấy cào đất ấy, à mấy cào gỗ ấy gì vậy? Sao gì mình tạo nhiều gỗ dữ vậy? Ghê vậy ghê vậy. Rồi rồi rồi. Ghê ghê ghê. Ôi các bạn ơi, cái lửa chạy của tôi với chị cá mui nó mất teo rồi. Trời ơi, đẹp quá Sim ơi, ra ngắm cảnh. Đó. Bỏ việc đi. Wow. Ê mọi người, đẹp quá kìa. Ê mọi người nhìn kìa. Wow. Ui dồi, tối rồi. Ê mọi người, tối rồi. Em nghĩ là những con vật thú vị nó sắp gặp tụi mình rồi mọi người. Đây đây đây, bây giờ em sẽ gọi là chế tạo ở gì ta. Đây tôi chết rồi. Ui một cạp. Chết rồi. Cái gì vậy? Cái một cạp này vậy? Chết chức phạt kìa, chức phạt kìa. Rồi vô đây, vô đây chị em, vô đây chị em. Đây đây đây, vô chị em. Đây đây, vô chỗ khách. Một xích ra, coi con bò. Đây đây, em khóa cửa, em khóa chữa. Trời ơi, ghê quá đó. Trời ơi. Cái lỗ được không? Là cái lỗ xem đây, được. Đây. Trời ơi mọi người, sao con zombie nó giết được tụi mình hay dữ vậy mọi người, ghê quá. Ê mọi người, em còn nghe cả tiếng Enderman nữa. Trời ơi, cái đảo đúng là đáng sợ luôn các bạn ơi. Ok các bạn, thì các bạn muốn mình với chị Camu cùng với gọi là gì ta Sabi đảo làm tiếp tục phần 2, các bạn cũng được cùng với lục phía dưới biết nha. Ê Sam nhớ giữ chuột nha, coi chừng là mấy con kia đang thật đó. Lên rồi để chị bảo vệ chuột ơi. Thông minh lên chuột. Ok. Còn bây giờ bye bye các bạn, và chúc các bạn một ngày thật tốt đẹp. Bye bye. Sớm à. Trời chuột nó biết đào hố luôn nè. Trời ghê dữ vậy chuột. Trời chuột mày đúng là xứng đáng làm thằng đồng của team này á chuột.